ở các khu vực. Còn trong vấn đề kinh tế, hàng loạt các cơ chế đa phương như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới World Bank đóng vai trò rất lớn trong việc tạo nền tảng thương mại tự do giữa các nước. WTO còn đảm nhận việc giải quyết các bất đồng và tranh chấp thương mại giữa các thành viên trong khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương. Liên hợp quốc cũng đi đầu trong các vấn đề về nhân quyền ý